Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. Chương 101, lại về di chỉ. Nghe lời Mạnh Dương Thiên, phản ứng đầu tiên của Chu Gia Ngư là nghĩ hắn đang lừa mình. Nhưng Mạnh Dương Thiên dường như đã đoán trước được suy nghĩ của Chu Gia Ngư, liền nói hắn sẽ gửi một đoạn video cho Chu Gia Ngư xem, rồi sau đó hãy quyết định. Chu Gia Ngư còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Mạnh Dương Thiên đã cúp máy. Ngay sau đó, điện thoại di động của Chu Gia Ngư vang lên, báo có tin nhắn mới từ Mạnh Dương Thiên. Nhìn thấy địa chỉ mạng trong tin nhắn, Chu Gia Ngư chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy, mở máy tính. Với đôi tay run rẩy vì lạnh, Chu Gia Ngư cẩn thận gõ từng chữ vào thanh địa chỉ và nhấn enter. Màn hình chớp một cái và một video bắt đầu phát. Chu Gia Ngư trong lòng không ngừng cầu nguyện nhưng lại có một dự cảm xấu hắn chậm rãi di chuyển chuột bấm nút phát màn hình rung lên do ánh sáng yếu nên hình ảnh không rõ ràng nhưng chu gia ngư vẫn nhận ra lâm trục thủy ngay lập tức lâm trục thủy dường như đang đứng trong một cái hang nhỏ lâm trục thủy người nói là khương trúc hắn giận dữ nói người điên rồi sao người có biết mình đang làm gì không chu gia ngư không thấy rõ biểu cảm của lâm trục thủy nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ giọng nói của hắn, giao ra đây. Khương Trúc phẫn nộ, ta đã nói không có, ngươi thật sự nghĩ ta đang lừa ngươi. Ngươi muốn tìm thứ đó, hãy tìm mạnh dương thiên. Lâm trục thủy lạnh lùng, ngươi thật sự không có. Khương Trúc khẳng định, lâm trục thủy giọng nói trở nên băng lạnh, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết Chu Gia Ngư nhìn thấy một đám lửa bùng lên trong hang, ngọn lửa bao trùm lấy Khương Trúc, biến hắn thành cho trong nháy mắt. Khương Trúc và Mạnh Dương Thiên đã giết nhiều người, chỉ riêng sự kiện giao nhân cốt và phát sóng trực tiếp đã có hàng chục người trẻ tuổi mất mạng. Kết cục của Khương Trúc không làm ai thương tiếc, nhưng Chu Gia Ngư vẫn nín thở hắn chưa bao giờ thấy Lâm Trục Thủy có sát tâm nặng như vậy. Chỉ vài câu nói rồi hành động quyết đoán, không chút do dự. Nếu video kết thúc tại đây, Chu Gia Ngư cũng sẽ không lo lắng cho Lâm Trục Thủy. Nhưng dù màn hình đã tối đen, hắn vẫn nghe thấy tiếng bước chân chậm chậm, tựa như Lâm Trục Thủy đang tiến về phía trước. Chu Gia Ngư chăm chú nhìn, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Rồi hắn nhìn thấy ánh sáng, lần này là ánh sáng của dòng sông nham thạch. Dòng sông nham thạch sâu thẳm chảy dưới đáy vực, Lâm Trục Thủy đi trên vách núi bên cạnh khuôn mặt hắn bị ánh sáng nham thạch phản chiếu trở nên nhợt nhạt, Chu Gia Ngư thấy Lâm Trục Thủy không còn chút huyết sắc. Tiên sinh, Chu Gia Ngư kêu lên, cả trái tim như bị ai nắm chặt. Hắn không thể ngăn mình đưa tay ra chạm vào màn hình, nhớ lại đã ba tháng rồi hắn không gặp Lâm Trục Thủy. Trong video, Lâm Trục Thủy dường như nghe thấy tiếng gì đó, quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng kế tiếp khiến Chu Gia Ngư rơi vào hoảng loạn. Hắn nghe thấy tiếng nổ lớn, hình ảnh rung mạnh, vách đá dưới chân Lâm Trục Thủy sụp đổ, và Lâm Trục Thủy dường như rơi xuống vực. Chu Gia Ngư run rẩy xem lại video vài lần, cố tìm kiếm sự thật. Video này có khả năng giả không? Chu Gia Ngư hỏi Tế Bát, nhìn thế nào cũng không giống giả. Tế Bát cũng đồng ý. Chu Gia Ngư nói, vậy thì Mạnh Dương Thiên nói thật, tiên sinh thật sự gặp nguy hiểm. Hắn đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, tay không tự chủ nắm chặt tấm giấy bao 11 măng, Mạnh Dương Thiên muốn gì? Không ai có thể cho Chu Gia Ngư câu trả lời, ngoại trừ Mạnh Dương Thiên. Cuối cùng, Chu Gia Ngư quyết định gọi lại cho Mạnh Dương Thiên. Khi nghe thấy giọng nói của hắn, tìm Chu Gia Ngư đập nhanh hơn. Chu Gia Ngư, Mạnh Dương Thiên nói với nụ cười, thật cao hứng khi nhận được cuộc gọi của ngươi lần nữa vì điều đó là chuyện gì xảy ra chu gia ngư hỏi gấp không giấu được sự lo lắng trong giọng nói mạnh dương thiên ngươi muốn gì ta kỳ thực ta cũng bị ép buộc thôi mạnh dương thiên cười không bận tâm đến sự phẫn nộ của chu gia ngư hắn thở dài tỏ vẻ như một nạn nhân ngươi muốn cứu lâm trục thủy không hắn hiện giờ tình hình không ổn ngươi muốn ta làm gì chu gia ngư nghiến răng hỏi mạnh dương thiên nói chu gia ngư ngươi không cần địch ý với ta như vậy ta chưa bao giờ là kẻ thù của các ngươi hắn cười trong tiếng cười đầy vẻ điên cuồng không phải ta muốn ngươi làm gì mà là ngươi có muốn làm hay không ta có thể nói cho ngươi biết vị trí của lâm trục thủy nhưng ngươi phải hứa chỉ đến một mình chu gia ngư cầm điện thoại chặt đến mức tưởng như nó sắp vỡ nếu mạnh dương thiên đứng trước mặt hắn hắn chắc chắn sẽ đấm hắn một phát nhưng lúc này hắn chỉ có thể kiềm chế cơn giận nói đi mạnh dương thiên nói ngươi còn nhớ lần trước các ngươi đến di chỉ nhà họ mạnh không chu gia ngư đáp nhớ sau trận lở đất di chỉ nhà họ mạnh bị trôn vùi các công trình kiến trúc đều biến mất khe núi bị bùn đất lấp đầy cỏ dại mọc khắp nơi trông thật hoang vu lâm trục thủy đang ở đó Mạnh Dương Thiên nói. Chu Gia Ngư bất ngờ với câu trả lời này, định hỏi thêm, nhưng Mạnh Dương Thiên đã tiếp lời, dĩ nhiên, nơi hắn đang ở rất đặc biệt, người thường không thể vào được. Đó là nơi chôn xương của nhà họ Mạnh. Ngươi đi một mình, ta sẽ xác nhận vị trí của ngươi rồi cho biết địa điểm cụ thể. Chu Gia Ngư nói, làm sao ta tin ngươi, nếu ngươi lừa ta thì sao? Mạnh Dương Thiên lạnh lùng đáp, ngươi có thể không tin ta và đánh cược xem ta có lừa ngươi không nhưng nếu ngươi dẫn người theo ta không đảm bảo an toàn cho họ nếu họ chết ở đó ngươi sẽ là kẻ giết họ được chu gia ngư nói ta đồng ý ta sẽ xuất phát ngay mạnh dương thiên cười không hổ là đệ tử của lâm tiên sinh rất quyết đoán vậy thì ngày mai gặp hắn nói xong không do dự cúp điện thoại sau khi kết thúc cuộc gọi với Mạnh Dương Thiên, Chu Gia Ngư gọi cho Lâm Giác và Lâm Trục Thủy nhưng điện thoại vẫn hiển thị ngoài vùng phủ sóng. Điều này gần như xác nhận lời của Mạnh Dương Thiên. Nếu Lâm Trục Thủy an toàn, hắn sẽ không để Chu Gia Ngư lo lắng vào đêm giao thừa mà không báo tin. Hiển nhiên, chỉ khi ở trong tình huống không thể thoát ra, Lâm Trục Thủy mới không thể liên lạc. "Ngươi thật sự muốn đi sao?" Tế Bát lo lắng hỏi nếu mạnh dương thiên lừa ngươi thì sao? Chu Gia Ngư đã bắt đầu thu dọn hành lý, đáp, ta không thể đánh cược. Tế bát im lặng. Tiểu chỉ đang ngủ trong phòng, bị động tĩnh của Chu Gia Ngư đánh thức, mơ màng hỏi, ba ba, ngươi đi đâu vậy? Chu Gia Ngư ban đầu định mang tiểu chỉ theo, nhưng nhớ tới nguy hiểm và sự dễ cháy của người giấy, hắn không dám mạo hiểm. Tiểu chỉ ngoan, Chu Gia Ngư dịu dàng nói, ba ba có việc phải ra ngoài sáng mai người đưa tờ giấy này cho thẩm nhất cùng tiểu chỉ không biết chữ nhưng cảm nhận được điều gì đó nó níu lấy góc áo chu gia ngư nói ba ba người đi đâu có thể mang tiểu chỉ theo không không được chu gia ngư xoa đầu tiểu chỉ nơi đó rất nguy hiểm hơn nữa tiểu chỉ còn phải bảo vệ cây tổ thụ sau này còn phải cưới vợ nữa nói đến đây hắn cười ôn nhu tiểu chỉ vẫn không muốn buông tay chờ mắt nhìn chu gia ngư sau khi dỗ dành tiểu chỉ chu gia ngư mới khiến nó chấp nhận ở lại tiểu chỉ nói bà ba hứa nhất định sẽ trở về nhé ừ bà ba, ba sẽ trở về chu gia ngư cười sẽ cùng đại ba ba trở về tiểu chỉ cầm tờ giấy nhìn theo chu gia ngư ra cửa với hành lý Chu gia ngư đã đặt vé tàu qua mạng may mắn là đêm giao thừa không có ai xuất hành hơn nữa mạnh ra ở đông bắc không phải khu du lịch nên hắn dễ dàng đặt được vé tàu trước khi ra khỏi nhà hắn còn lén lút mang theo máu của lâm trục thủy từ tủ lạnh chu gia ngư bắt taxi đến ga trên đường hắn lạnh đến mức phải uống máu để ấm lên máu vào miệng lạnh lẽo nhưng vào dạ dày lại ấm áp hắn buồn ngủ sợ mình ngủ quên nên tự ngắt đùi mình tài xế nhận ra an ủi tiểu tử ngươi ngủ đi đến nơi ta gọi ngươi chu gia ngư cảm kích cảm ơn sư phụ tài xế nói có gì mà cảm ơn cuối năm còn đi đâu vậy chu gia ngư chỉ mỉm cười và nói không có gì vậy chắc là ngươi đang về nhà phải không tài xế hỏi thêm không ta đi tìm một người chu gia ngư đáp với giọng nhẹ nhàng ồ vậy chắc là người yêu của ngươi rồi tài xế cười yêu khi còn trẻ thật tuyệt dũng cảm một chút gặp người mình thích thì phải tiến tới đúng vậy gặp người mình yêu thật tốt trong khi nghe tài xế nói chuyện chu gia ngư mơ màng thiếp đi nửa giờ sau tài xế gọi chu gia ngư dậy thông báo rằng đã tới trạm chu gia ngư xoa mắt cảm ơn tài xế rồi đeo túi sách bước xuống xe sau khi qua an ninh Hắn nhanh chóng lên tàu. Tàu bắt đầu lăn bánh, dần dần rời xa nhà ga. Chu Gia Ngư nhìn ánh đèn xa dần, mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Trên tàu, Chu Gia Ngư xem lại video mà Mạnh Dương Thiên gửi. Trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp. Tàu chạy suốt 18 tiếng, trên đường Chu Gia Ngư ăn hai bữa cơm hộp. Gần đây, cơ thể hắn rất mệt mỏi nên thẩm nhất cùng và mọi người thường để hắn tự thức dậy và ăn uống. Chu Gia Ngư đã bảo tiểu chỉ đưa tờ giấy cho thẩm nhất cùng vào lúc 12 giờ trưa. Tiểu chỉ rất nghe lời, vừa đến 12 giờ, điện thoại của Chu Gia Ngư liền vang lên, là thẩm nhất cùng gọi. Chu Gia Ngư vừa nhấc máy liền nghe tiếng hét giận dữ của thẩm nhất cùng. Chu Gia Ngư, ngươi ở đâu, ngươi đang làm gì vậy? Chu Gia Ngư đáp, ngươi bình tĩnh đi. Ta không thể bình tĩnh. Ngươi mau trở về. Ngươi đang ở đâu và định làm gì? Thẩm Nhất cùng nói nhanh, giọng đầy tức giận và lo lắng. Chu Gia Ngư nghe không rõ, yêu cầu Thẩm Nhất cùng nói chậm lại. Nhưng ngay sau đó, điện thoại bị giành lấy và Thẩm Mộ Tứ lên tiếng, giọng anh bình tĩnh hơn, "Chu Gia Ngư, ngươi đi đâu vậy?" "Ta có chuyện phải làm." Chu Gia Ngư nói, "Các ngươi đừng lo lắng cho ta." thầm mộ tứ giận dữ, không lo lắng sao được. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao ăn nói với tiên sinh? Chu Gia Ngư im lặng một lúc lâu, rồi trầm giọng nói, nếu ta xảy ra chuyện gì, tiên sinh cũng không cần phải hiến máu nữa. Câu nói này khiến đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn. Cảm ơn các ngươi, Chu Gia Ngư nói, ở cùng các ngươi là những ngày tháng rất vui vẻ, cảm ơn các ngươi thẩm nhất cùng bắt đầu mắng mỏ rồi dần dần nghẹn ngào tiểu chỉ cũng nức nở nói ba ba ngươi đi đâu ngươi không muốn tiểu chỉ sao chu gia ngư không thể chịu nổi nữa hắn cúp điện thoại hắn biết lần này đi là nguy hiểm nhưng không muốn đợi thêm nữa hắn sợ lâm trục thủy gặp chuyện vì hắn sợ mình trở thành kiếp nạn trong cuộc đời lâm trục thủy hắn vốn đã là người chết dù có chuyện gì cũng chỉ là trả nợ mà thôi. Chu Gia Ngư nghĩ vậy, nằm trên giường mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, hắn thấy những hình ảnh vụn vặt từ trước khi tái sinh và những kỷ niệm sau khi sống lại với Lâm Trục Thủy. Giấc mộng như một cuốn phim tua nhanh, khi tỉnh dậy, Chu Gia Ngư thấy mặt mình đầy nước mắt. Hắn lau mặt, cố gắng lau khô những giọt nước mắt. Vì là đêm giao thừa, toa tàu trống rỗng, chỉ có mình chu gia ngư hắn châm điếu thuốc chậm rãi hút nói tế bát trăng ngoài kia thật đẹp tế bát đáp đúng vậy cong cong chu gia ngư cũng cười ta nhớ lần đầu gặp tiên sinh trong sân uống rượu khi đó trăng cũng đẹp thế này tế bát không biết nói gì nhưng từ khuôn mặt nhỏ của nó cũng lộ ra vẻ buồn bã ta thật sự rất nhớ hắn chu gia ngư nói câu cuối cùng trong đêm rất rất nhớ Tàu cuối cùng cũng đến nơi, trải qua một lần hừng đông và đêm tối. Chu Gia Ngư xuống xe và bật điện thoại. Hắn thấy điện thoại của mình gần như bị gọi trái máy, thẩm nhất cùng và ba người khác liên tục gọi cho hắn, cố gắng liên lạc. Cuộc gọi gần nhất là nửa giờ trước. Chu Gia Ngư cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng không gọi lại. Hắn chỉ gửi một tin nhắn báo bình an rồi tắt máy. Hắn giờ đây không còn đường quay lại, chỉ có thể bước về phía trước. Đến đâu hay đến đó. Trên những ngọn núi liên miên, tuyết dày đặc phủ trắng xóa. Cây cỏ phủ kín tuyết trắng, trên mặt đất cũng chất đống tuyết dày đủ để ngập đến đầu gối. Chu Gia Ngư ở thị trấn gần đó đã mua một ít trang bị, sau đó một mình tiến vào núi, hướng về phía Di Chỉ Mạnh Thị. Trước đây, khi tới Di Chỉ Mạnh Thị, có Tử Giám dẫn đường, còn giờ chỉ một mình hắn, quả thực có chút khó khăn. May mắn là con đường tới Di chỉ chỉ có một, cứ theo đó mà đi, chính là nơi Chu Gia Ngư cần đến. Trước khi lên núi, Chu Gia Ngư đã uống một túi huyết của Lâm Trục Thủy. Hắn lo sợ huyết dịch bị đóng băng, nên luôn giữ bên người để duy trì nhiệt độ. Khi uống vào, cơ thể hắn cảm thấy ấm áp lạ thường, như thể Lâm Trục Thủy đang ở ngay bên cạnh. Cảm giác tốt lắm rồi, Chu Gia Ngư nói với Tế Bát. Hắn vẫn mệt mỏi ngáp một cái rồi xoa mặt để tỉnh táo hơn, còn bao lâu nữa mới đến. Mau hơn một chút nữa thôi, tế bát đáp, mạnh thị di chỉ không quá xa. Thật sự không xa, nhưng đó là lộ trình thường ngày. Giờ đây trời dần tối, đường đầy tuyết dày, di chuyển không dễ dàng. Chu ra ngư dốc hết sức đi nhanh, nhưng vẫn không thể đến nơi trước khi trời tối. Tuyết lại bắt đầu rơi, thời tiết lạnh thấu xương chu gia ngư không dám dừng lại nghỉ ngơi hắn lần thứ hai bật điện thoại không phải để đợi cuộc gọi từ thẩm nhất cùng mà để không bỏ lỡ thông tin từ mạnh dương thiên màn đêm buông xuống tuyết trắng phản chiếu ánh sáng mờ ảo chu gia ngư bước đi để lại tiếng cọt kẹt trên nền tuyết thở ra làn hơi trắng xóa từng bước một tiếng về phía trước cuối cùng lúc gần nửa đêm chu gia ngư đến nơi mà mạnh dương thiên đã chỉ hắn nhìn từ trên cao xuống thấy khe núi đã bị đất đá trôi lấp đầy không còn dấu vết kiến trúc nào chỉ còn con đường mờ nhạt bị che phủ bởi tuyết trắng tạo nên một cảnh tượng bình lặng đáng tiếc chu gia ngư thở dốc lấy điện thoại gọi cho mạnh dương thiên điện thoại đổ chuông ba lần rồi được nhấc máy chu gia ngư nói ta đến rồi ta biết mạnh dương thiên đáp ta thấy ngươi ngươi đến một mình rất tốt Chu Gia Ngư hỏi, làm sao để vào? Mạnh Dương Thiên nói, đi theo bọn họ. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ bọn họ là ai, thì nghe thấy âm thanh xào sạc từ rừng cây bên cạnh. Hắn căng thẳng, chiếu đèn pin về hướng đó, nhìn thấy trong bóng tối, tuyết dày đặc đang chậm chậm bỏ ra những hình dạng quái dị những cái xác đen xì. Dù có hình dáng con người, nhưng những thực thể này không thể gọi là người. Chúng duy trì tư thế bị đốt cháy, từng bước vặn vẹo tiến về phía Chu Gia Ngư. Dù đã từng thấy những thứ này trước đây, Chu Gia Ngư vẫn không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy chúng gần như vậy. Hắn nín thở, lùi lại một chút để giữ khoảng cách. May mắn là những cái xác không có ý định đến gần Chu Gia Ngư, chúng chậm chậm quay người và bắt đầu di chuyển theo hướng khác. Chu Gia Ngư cầm điện thoại bước theo sát. "Mau lên, Mạnh Dương Thiên nói, Chu Gia Ngư" ngươi không có nhiều thời gian đâu nói xong hắn cúp máy để lại chu gia ngư với vô vàn suy nghĩ khó khăn chu gia ngư lại thấy mạnh dương thiên đúng là đồ khốn những cái xác tuy bước đi kỳ quặc nhưng tốc độ lại không chậm chúng dẫn chu gia ngư vào sâu trong khe núi chu gia ngư theo đuổi một cách mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì đồng thời quan sát những cái xác trước mặt tổng cộng có bốn cái xác đều là nam giới chúng giống hệt như lần trước hắn thấy nhưng lần này chu gia ngư nhớ tới chất lỏng màu đen mà khương trúc từng dùng hắn suy đoán rằng nếu chất lỏng đen kia được hồi sinh hoàn toàn có lẽ sẽ tạo ra những cái xác như thế này chu gia ngư vừa nghĩ vừa bước đi theo bọn chúng qua những tảng đá lộn xộn cảnh vật trước mắt dần mở rộng hắn dường như đã đến một khu vực đá nham thạch nơi đây không có một cọng cỏ chỉ toàn là cho bụi dày đặc những cái xác đột ngột dừng lại chu gia ngư quan sát kỹ thấy một khe hẹp đủ để một người chui qua có lẽ đây chính là nơi chu gia ngư đang băn khoăn thì thấy những cái xác từ từ chen vào khe hở ngươi thật muốn vào sao tế bát lo lắng hỏi ừ chu gia ngư đáp nếu mạnh dương thiên thật sự muốn giết ta hắn đã có thể ra tay từ lâu không cần phải làm những việc rắc rối này Tế bát cũng thấy có lý, nhưng vẫn lo lắng. Nó biết mình không thể ngăn Chu Gia Ngư, nên chỉ im lặng. Chu Gia Ngư cắn răng, bỏ ba lô xuống, bắt đầu chui vào khe núi. chương 102, Tương lai và hiện tại. Khe hở rất hẹp, chỉ đủ một người miễn cưỡng thông qua. Chu Gia Ngư một tay kéo bao, thân thể gian nan luồn lách trong khe hở, cứng rắn nham thạch mài hỏng ra hắn, để lại nhàn nhạt vết máu. Đối mặt với khe hở như vậy, ai cũng sẽ sinh ra sợ hãi, lo lắng khe hở có thể ngày càng hẹp, cuối cùng dẫn đến bị kẹt tại giữa nham thạch, thậm chí sống chết vây hãm bên trong. Nhưng nỗi lo lắng cho Lâm Trục Thủy đã khiến Chu Gia Ngư vượt qua sợ hãi. Hắn theo bước chân của những xác cháy, từng bước một tiến lên, nhanh chóng đi sâu vào trong nham thạch. May mắn là sự lo lắng nhất cũng không xảy ra, khe hở không hề hẹp lại, mà sau khi qua một đoạn nhất định, trở nên rộng hơn, từ khe hở thành một đường hầm chật hẹp đủ một người qua lại. Đường hầm này tựa hồ không phải hình thành tự nhiên, trên mặt đất là con đường đá xanh, hai bên còn có đèn chiếu sáng. Từ tình trạng của đèn, Chu Gia Ngư suy đoán con đường này gần đây vẫn có người sử dụng, dù nhìn qua có vẻ cổ xưa nhưng ít nhất vẫn còn dầu thắp. Những xác cháy vẫn tiếp tục đi về phía trước, Chu Gia Ngư thử gọi lớn, "Tiên sinh!" đường hầm yên tĩnh, không ai đáp lại tiếng gọi của hắn. Tiên sinh, Chu Gia Ngư vừa gọi vừa theo bước chân của những xác cháy, tiếp tục đi sâu vào đường hầm. Vừa đi, Chu Gia Ngư vừa quan sát xung quanh. Đường hầm này tựa hồ đã lâu không ai qua lại, trên mặt đất phủ một lớp cho bụi mỏng. Chu Gia Ngư dùng tay lau thử, nhận ra đây là cho của thứ gì đó đã cháy rụi. Hắn nghi ngờ nhìn lên, Đoán rằng cho này có thể rơi từ những xác cháy phía trước. Đi sâu hơn, Chu Gia Ngư phát hiện trên tường hầm có những bức bích họa. Các bức bích họa được vẽ tinh xảo, chỉ dùng màu sắc rực rỡ và đậm nét. Dường như chúng miêu tả một dòng họ trải qua năm tháng phát triển và hình thành lịch sử của riêng mình. Các bức tranh ban đầu quá trừu tượng, khiến Chu Gia Ngư khó hiểu, nhưng khi đi tới một đoạn nhất định hắn thấy bích họa vẽ một nhóm người vây quanh một miệng núi lửa thực hiện nghi lễ những bức bích họa này chắc chắn do dòng họ mạnh vẽ để ghi lại lịch sử của họ tuy nhiên nhiều nội dung sau đó đã bị người ta dùng vật sắc nhọn cào xóa có vẻ như cố ý hủy diệt chu gia ngư sờ vào tường nơi bị hủy thấy vết cào vẫn còn mới như vừa bị xóa gần đây bích họa cuối cùng miêu tả một vụ phun trào núi lửa với dung nham đỏ tràn khắp tường trông rất sống động, như tái hiện tai họa khổng lồ trước mắt Chu Gia Ngư. Đến đây, Chu Gia Ngư chắc chắn rằng mình đã tiến vào truyền thuyết tế tự chi địa của nhà họ Mạnh. Theo lời Từ Giám, mọi người đều muốn tìm tế tự chi địa của Mạnh gia để giải quyết bí ẩn khiến họ diệt vong. Chu Gia Ngư không biết Mạnh Dương Thiên dẫn hắn vào đây có ý gì, nhưng hắn tiếp tục bước nhanh hơn. Đường hầm rất dài, nhưng chỉ có một hướng. Mặc dù ánh sáng xung quanh không thay đổi, nhưng Chu Gia Ngư cảm nhận được nhiệt độ ngày càng cao khi tiến sâu hơn. Bỗng nhiên, những xác cháy dừng lại ở một khúc quanh, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Chu Gia Ngư lập tức chuẩn bị vũ khí phòng ngự, tưởng rằng chúng định tấn công mình. Nhưng sau một lúc, những xác cháy vẫn đứng yên, dường như sợ hãi điều gì phía trước, không dám tiến lên. Chúng sợ gì? Chu Gia Ngư thầm nghĩ nắm chặt dao găm tiến về phía trước khi đi qua khúc quanh hắn cảm nhận được luồng nhiệt khí nóng rực kèm theo mùi lưu huỳnh gai mũi chu gia ngư nhìn thấy phía trước là một vực sâu giống như vách núi dưới đó là dòng dung nham đỏ rực chảy xiết hắn lập tức nhớ tới cảnh trong video mạnh dương thiên gửi nơi lâm trục thủy rơi xuống từ vách đá sụp đổ chu gia ngư nhìn kỹ vị trí trong video tim chợt lạnh đi mạnh dương thiên không nói dối vách đá phía trước thực sự gãy lìa con đường bị chia cắt bởi dòng dung nham chảy nếu ai đó rơi xuống thì không ai có thể cứu được dù là thần tiên chu gia ngư nhìn xuống vực sâu tìm kiếm dấu vết của lâm trục thủy nhưng không thấy gì lâm trục thủy đâu mạnh dương thiên ngươi không phải nói sẽ dẫn ta gặp hắn sao chu gia ngư quay lại nhìn những xác cháy giận dữ hỏi hắn ở đâu những xác cháy nghe tiếng liền di chuyển, dẫn Chu Gia Ngư đến một hướng khác. Hắn phát hiện một cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên. Những xác cháy đứng yên ở cửa, không có ý định leo lên. Đã đến đây, Chu Gia Ngư cắn răng, bước lên cầu thang. Cầu thang rất dài, quanh co liên tục, cảnh vật xung quanh không thay đổi. Chu Gia Ngư đi lên rất nhanh cảm thấy choáng váng, nhưng hắn ép mình tiếp tục leo. Không biết đã đi bao lâu, Chu Gia Ngư cuối cùng thấy ánh sáng mờ ảo phía trước, hắn tăng tốc, chạy vội ra ngoài. Khiến người bất ngờ chính là, phía trước lộ ra một cao cao bình đài với tia sáng tràn đầy. Chu Gia Ngư đã ở trong bóng tối quá lâu, đôi mắt không chịu nổi cường quang, không tự chủ được mà phải híp mắt lại. Cuối cùng cũng tới rồi. Giọng của Mạnh Dương Thiên vang lên. Chu Gia Ngư xoa nhẹ đôi mắt vài lần, lúc này mới nhìn rõ mạnh dương thiên đứng trên đài cao mạnh dương thiên lần này không ngồi trên xe lăn mà đứng dưới ánh sáng phản chiếu khiến chu gia ngư không thấy rõ được mặt mũi của hắn tiên sinh đâu chu gia ngư hỏi một cách hung tợn chu gia ngư không cần sốt sắng như vậy ta không phải kẻ thích nói dối mạnh dương thiên nhẹ giọng đáp nhìn về phía bên phải của ngươi đi chu gia ngư nhìn sang bên phải cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hắn như ngừng đập dưới đài cao là một bệ điêu khắc hình hoa sen đứng sừng sững giữa dòng nham thạch cuồn cuộn lâm trục thủy đang nằm trên đài sen ở trung tâm đôi mắt nhắm lại sinh tử không rõ hắn làm sao vậy chu gia ngư không kiềm chế được sự giận dữ và hoảng loạn trong lòng lao tới nắm chặt cổ áo mạnh dương thiên mạnh dương thiên không phản kháng chỉ cười trầm thấp đầy trào phúng chu gia ngư ngươi có hiểu rằng nếu ta muốn giết lâm trục thủy hắn đã chết từ lâu rồi chính ta đã cứu hắn lúc này hai người đứng rất gần nhau mạnh dương thiên không đội mũ chu gia ngư có thể nhìn rõ mặt hắn một nửa khuôn mặt của mạnh dương thiên hoàn hảo còn nửa kia bị thiêu hủy không rõ đôi mắt và đôi môi chu gia ngư vừa nhìn thấy không khỏi giật mình lùi một bước nhưng sự lo lắng cho lâm trục thủy đã lấn át mọi cảm xúc tiêu cực ngươi có ý gì chính là nghĩa đen của lời ta nói mạnh dương thiên đáp ngươi muốn biết lâm trục thủy đã thấy gì sao chu gia ngư do dự một lát rồi gật đầu vậy thì buông tay mạnh dương thiên nói chu gia ngư hít sâu một hơi thả lỏng tay ra hiệu rằng mình sẽ không hành động thô bạo nữa mạnh dương thiên tựa hồ rất yếu ớt không có sức phản kháng khi bị chu gia ngư nắm lấy hắn từ từ lấy ra một vật được bọc trong vải, đưa cho Chu Gia Ngư. Nhìn thấy thái độ tùy tiện của Mạnh Dương Thiên, Chu Gia Ngư tưởng rằng vật này không quan trọng. Nhưng khi mở vải đen ra, hắn nhìn thấy một cuốn sổ tay nhỏ với bìa vẽ hình kim ô. Con kim ô này có ba chân, miệng nhỏ và chân màu vàng nhạt, giống 8 phần 10 với tế bát trong đầu Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư dừng lại một chút, Mạnh Dương Thiên thấy hắn do dự, cười nói, sợ rồi sao? Nếu sợ, còn có cơ hội quay đầu lại. Sợ, Chu Gia Ngư cười lạnh, ta tại sao phải sợ? Người hắn lo lắng nhất đang nằm ngay bên cạnh, hắn chỉ cần nỗ lực một chút nữa là có thể cứu được. Nghĩ vậy, Chu Gia Ngư quyết tâm hơn, không cảm thấy gì đáng sợ nữa. Chu Gia Ngư mở cuốn sổ, nhìn thấy những trang giấy bao mười một măng quen thuộc. Chất liệu, màu sắc đều giống hệt những trang giấy mà hắn từng thấy, chứng minh rằng chúng được xé ra từ cuốn sổ này. Để chắc chắn, Chu Gia Ngư lấy ra trang giấy bao 11 măng mà hắn luôn mang theo, đối chiếu kỹ lưỡng và thấy vết xé giống hệt. Thấy chưa, ta không lừa ngươi. Mạnh Dương Thiên nhìn thấy sắc mặt của Chu Gia Ngư ngày càng khó coi, nhưng vẫn vui vẻ cười. Đây là cuốn sổ gốc, người nắm giữ nó có thể nhìn thấy tương lai của mỗi người. Vậy ngươi nói ta đã thấy gì? Chu Gia Ngư cảnh giác hỏi. Lửa. Mạnh Dương Thiên đáp, còn có lâm trục thủy hóa thành cho trong ngọn lửa. Chu Gia Ngư im lặng, Mạnh Dương Thiên quả thật đã nói đúng. Ngươi không cần tin lời ta, bây giờ ngươi cầm nó, có thể tự mình kiểm chứng. Mạnh Dương Thiên giọng thấp và ôn nhu, như một ác ma đầu độc lòng người, khiến không ai có thể từ chối đề nghị của hắn, Ngươi không hiếu kỳ tại sao Lâm Trục Thủy lại bỏ rơi ngươi mà đi sao? Chu Gia Ngư thực sự rất hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra không quan tâm. Ta chỉ muốn cứu tiên sinh, ngươi chỉ cần nói cho ta biết làm sao cứu hắn là được rồi." Mạnh Dương Thiên nói, "Chu Gia Ngư, ngươi có biết diễn xuất của ngươi tệ đến mức nào không?" Chu Gia Ngư đáp, "Tệ thì sao? Lẽ nào cứu Lâm Trục Thủy cần dựa vào kỹ năng diễn xuất?" Mạnh Dương Thiên có chút bực bội với sự nga ngạnh của Chu Gia Ngư, đang muốn tiếp tục trào phúng thì Chu Gia Ngư đột nhiên thông suốt, mở miệng tiên phát chế nhân, "Mạnh Dương Thiên, ta đã gặp gì của ngươi?" Nụ cười trên mặt Mạnh Dương Thiên đột nhiên cứng lại, ánh mắt hắn trở nên dữ tợn hơn, khiến khuôn mặt vốn đã đáng sợ của hắn càng thêm khủng khiếp, "Các ngươi đã làm gì gì ta?" Chu Gia Ngư không bị hắn dọa, "Chúng ta chỉ hàn huyên một chút." Ánh mắt Mạnh Dương Thiên đầy vẻ đe dọa, hắn gần như muốn xé nát Chu Gia Ngư, "Các ngươi không được làm tổn thương cô ấy." "Không, chúng ta không làm gì cô ấy." Chu Gia Ngư nói, "Chúng ta chỉ trò chuyện và cô ấy bảo chúng ta nhắn lại với ngươi." Mạnh Dương Thiên rõ ràng nghĩ rằng Chu Gia Ngư đang đe dọa mình, cứng rắn nói, "Nói đi." Chu Gia Ngư lạnh lùng nói, "Cô ấy bảo chúng ta hỏi ngươi, khi nào thì tìm đối tượng?" Mạnh Dương Thiên. Chu Gia Ngư tiếp tục, cô ấy còn nói ngươi đã hơn 40 tuổi rồi. Mạnh Dương Thiên. Chu Gia Ngư, luôn đi làm công bên ngoài mà không có bảo hiểm hay lương hưu. Không khí như ngưng lại, Mạnh Dương Thiên im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên thở dài, các ngươi vốn là người quân tử, làm sao có thể ra tay với người khác, là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn khẽ thở dài, nhìn Chu Gia Ngư với ánh mắt đầy thương hại. Chu Gia Ngư, ta không lừa ngươi, nếu ngươi thật sự muốn cứu Lâm Trục Thủy, hãy nhìn vào tương lai của mình trước. Chu Gia Ngư cảm thấy địch ý của Mạnh Dương Thiên với mình giảm đi, thay vào đó là sự thương hại mà hắn không hiểu. Khi Chu Gia Ngư làm theo lời Mạnh Dương Thiên, nhỏ máu của mình lên bìa notebook, hắn cuối cùng cũng hiểu nguồn gốc của sự thương hại đó. Chu Gia Ngư mắt tối sầm lại, hình ảnh trước mắt vạn vẹo hắn thấy mình đang nằm trên giường bệnh giọng nói trầm thấp và đầy đau đớn thanh âm này hắn không thể nhầm lẫn đó là giọng của chính hắn đau quá tiên sinh đau quá giọng nói kia mang theo tiếng khóc nức nở tiên sinh giết ta đi ta cầu xin ngươi giết ta đi âm thanh yếu ớt run rẩy như ngọn nến trước gió sắp tắt lâm trục thủy ngồi bên giường vẫn giữ im lặng xin ngươi tiên sinh Ta không chịu nổi." Âm thanh vẫn cầu khẩn, chứa đầy thống khổ, khiến Chu Gia Ngư nhìn từ bên ngoài cũng không đành lòng. "Gia Ngư." Lâm Trục Thủy mở miệng, "Nhịn thêm một chút được không?" Giọng nói của hắn mang theo chút hoảng loạn, đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư nghe thấy Lâm Trục Thủy như vậy, hắn dụ dỗ như dỗ một đứa trẻ, "Ngươi nhịn thêm chút nữa. Cho ta một chút thời gian." Người trên giường nghe vậy ngừng cầu xin nhưng ngay khi chu gia ngư nghĩ rằng hắn sẽ đồng ý với lâm trục thủy hắn lại bùng nổ một tiếng kêu thảm thiết lâm trục thủy tha cho ta đi ta không thích ngươi tha cho ta đi nghe câu nói này toàn thân chu gia ngư như đóng băng hắn yêu lâm trục thủy bao nhiêu hắn rõ ràng không thể tưởng tượng nổi điều gì đã khiến hắn nói ra những lời như vậy ta chỉ muốn chết ta chỉ muốn chết giọng nói kia tiếp tục tha cho ta đi Ta không chịu nổi. Ánh đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, Chu Gia Ngư nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Hắn thấy một người toàn thân đầy vết đen ngồi trên giường, mặc dù dáng dấp giống hắn nhưng dường như không phải là cùng một người. Trên người hắn tỏa ra mùi hôi thối, giống như một xác chết mới khai quật. Đáng sợ nhất là những vết thương trên người, máu tươi chảy ra từ những miếng băng. Lâm Trục Thủy đứng bên giường, khẽ chạm vào mặt người kia chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt hắn lộ ra một màu đỏ nhạt, giống như những vệt nước. "Để ta nhìn ngươi lần nữa." Lâm Trục Thủy nói. Người trên giường dường như cảm nhận được điều gì, tiếng khóc lại vang lên, "Hắn xin lỗi, dựa đầu vào ngực Lâm Trục Thủy." Lâm Trục Thủy hỏi, "Ngươi còn yêu ta không?" Hắn gật đầu, dùng hết sức lực, lẩm bẩm, "Yêu, yêu, yêu nhất tiên sinh." Nói xong, Hắn nhẹ nhàng chạm môi vào khóe miệng Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy cười, ta cũng yêu ngươi. Hắn cúi đầu, hôn sâu hơn, ngọn lửa bùng lên. Bị lửa thiêu đốt là vô cùng đau đớn, nhưng trên khuôn mặt người kia chỉ có sự giải thoát. Chu Gia Ngư nhìn hắn thiêu đốt, trong lòng Lâm Trục Thủy cuối cùng biến thành cho tàn. Lâm Trục Thủy ngồi bên giường, trong tay nâng cho tàn, thân hình kiên cường của hắn lần đầu tiên hiện ra sự yếu đuối hắn gọi chu gia ngư cảnh tượng dừng lại ở đó chu gia ngư từ ảo cảnh tỉnh lại chậm rãi mở mắt ra và thấy mạnh dương thiên với vẻ mặt lạnh lùng chu gia ngư hỏi đó là thật sao mạnh dương thiên đáp quyển sách này chưa bao giờ nói dối chu gia ngư hỏi tiếp ta bị bệnh sao mạnh dương thiên cười khẽ chu gia ngư ngươi thật sự nghĩ rằng việc phục sinh không để lại bất kỳ di chứng nào sao chu gia ngư nhìn chằm chằm vào mạnh dương thiên mạnh dương thiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chu gia ngư huống hồ ngươi được phục sinh trên thân thể của người khác ai biết thân thể chu gia ngư từ ảo cảnh tỉnh lại chậm rãi mở mắt ra và thấy mạnh dương thiên với vẻ mặt lạnh lùng chu gia ngư hỏi đó là thật sao mạnh dương thiên đáp quyển sách này chưa bao giờ nói dối chu gia ngư hỏi tiếp ta bị bệnh sao mạnh dương thiên cười khẽ chu gia ngư ngươi thật sự nghĩ rằng việc phục sinh không để lại bất kỳ di chứng nào sao chu gia ngư nhìn chằm chằm vào mạnh dương thiên mạnh dương thiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chu gia ngư huống hồ ngươi được phục sinh trên thân thể của người khác ai biết thân thể này có thể duy trì được bao lâu lâm trục thủy nhìn thấy tương lai của ngươi và đã cho ngươi câu trả lời thời gian của ngươi không còn nhiều Chu Gia Ngư cuối cùng hiểu rõ những vết đen kia là gì, đó là dấu hiệu thân thể dần mục nát, từ ngoài vào trong, từ người sống thành xác chết. Nhìn mình từ từ mục nát trong đau khổ, tình yêu dành cho Lâm Trục Thủy cũng không thể cứu vãn được hắn khỏi tuyệt vọng, cuối cùng hắn thậm chí cầu xin Lâm Trục Thủy để mình chết. Vậy tiên sinh đến tìm ngươi là để làm gì? Chu Gia Ngư nhớ lại cuộc đối thoại giữa Lâm Trục Thủy và Khương Trúc, hắn đến để tìm cách cứu sống ta. Thông minh. Mạnh Dương Thiên nói, đúng là như vậy. Chu Gia Ngư mím môi, nói, hiện tại ta đã hiểu, làm sao cứu hắn đây? Mạnh Dương Thiên biểu hiện rất kỳ quái, như thể không hiểu nổi câu hỏi của Chu Gia Ngư, ngươi biết rõ tương lai của mình, nhưng không lo lắng chút nào sao? Chu Gia Ngư lạnh lùng đáp, lo lắng thì có ích gì? Tiên sinh còn chưa giải quyết được, ta thì có thể làm gì? Mạnh Dương Thiên cười lớn, người đúng là một người kỳ lạ chu gia ngư liếc về phía lâm trục thủy đang nằm bất tỉnh trên đài sen vẻ mặt hắn bình thản như thể đang chờ một kỵ sĩ đến cứu chu gia ngư cảm thấy may mắn vì mình đã có dũng khí đến đây và nắm giữ cơ hội cứu lâm trục thủy ta phải làm gì chu gia ngư hỏi đài sen này thực ra là một trận pháp mạnh dương thiên nói mỗi năm mạnh gia chúng ta sẽ chọn một người đặt trên đài sen khi bệnh trùng lan tràn, trận pháp sẽ kích hoạt, tạo ra năng lượng dương. Chu Gia Ngư hỏi, trận pháp có tác dụng gì? Mạnh Dương Thiên đáp, nó sẽ khiến năng lượng dương cực mạnh truyền vào cơ thể người đó, làm cho cơ thể họ chuyển sang dương tính. Nghe xong, Chu Gia Ngư hiểu ra tại sao người nhà họ Mạnh lại có dương khí mạnh mẽ như vậy, đó là nhờ trận pháp này. Loại trận pháp này có lợi cho người bình thường nhưng Lâm Trục Thủy lại có thân thể dương tính đặc biệt. Đối với người bình thường, đó là thuốc bổ, nhưng đối với Lâm Trục Thủy, đó là độc dược chí mạng. Lúc đó, dù Chu Gia Ngư có rút hết máu của mình cũng không thể cứu Lâm Trục Thủy. Làm sao dừng lại trận pháp này? Chu Gia Ngư hỏi. Mạnh Dương Thiên chỉ lên trên, đi theo cầu thang lên phía trên, ngươi sẽ thấy một cây cầu, trên đó có cơ quan dừng trận pháp chu gia ngư hỏi xong mạnh dương thiên cười lạnh nhưng để khởi động cơ quan cần có vật cực âm chu gia ngư hỏi chỉ vậy thôi mạnh dương thiên đáp chỉ vậy chu gia ngư nắm được tất cả câu trả lời cần thiết lao tới mạnh dương thiên mặc dù thân thể hắn yếu ớt nhưng mạnh dương thiên cũng không mạnh mẽ hơn bao nhiêu bị chu gia ngư bất ngờ tấn công hắn không kịp phản ứng và ngã xuống đất Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã làm gì với tiên sinh sao? Ngươi khốn kiếp. Chu Gia Ngư không kiềm chế được, mắng thô tục và đấm mạnh vào mặt mạnh Dương Thiên. Cú đấm này là cho những người ngươi đã hại chết. Hắn đấm mạnh, khiến mũi mạnh Dương Thiên lệch đi. Cú đấm này là cho những học sinh trong trường. Chu Gia Ngư tiếp tục đấm không chút do dự. Cú đấm này là cho từ kinh hỏa, mạnh Dương Thiên, ta sẽ làm ngươi trả giá. Mạnh Dương Thiên bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, nhưng ngay khi hắn sắp mất mạng dưới tay Chu Gia Ngư, hắn vẫn rút lại nắm đấm, không tiếp tục công kích. Tế Bát giận dữ hỏi, "Sao ngươi không đánh chết tên khốn này?" Chu Gia Ngư đáp, "Tạm thời không thể giết hắn. Làm sao ta biết hắn có nói dối không? Nếu hắn nói dối, hắn vẫn còn giá trị." Tế Bát không ngờ Chu Gia Ngư lại suy nghĩ thấu đáo như vậy. "Đi thôi." Chu Gia Ngư vẩy vẩy nắm đấm, nhìn về phía Lâm Trục Thủy đang nằm trên đài sen, nở nụ cười ôn nhu, ta sẽ đi cứu công chúa của ta. Hắn nói xong lời này, bước tiếp tục hướng lên trên, không hề có một tia trần chờ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.